Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay như thường lệ, câu chuyện văn học cuối tuần của anh em chúng tôi với Nguyên Danh và Dương Đại Hải. Xin mời chú gửi lời chào khán giả. Vâng ạ, Nguyên Danh xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình VBS trên băng tầng 57.6 của Orange County, 16.8 ở trên SOG và trên hệ thống WeWire trên toàn thế giới. Và anh Dương Đại Hải và Nguyên Danh gửi đến quý vị lời chào sức khỏe trân trọng nhất, thưa anh. Vâng, thưa chú, hôm nay chúng ta nói về tác giả gì? Dạ, bữa nay anh Dương Hải và Nguyên Danh sẽ gửi đến những cái dòng thơ của nhà thơ Linh Phương. Đây ông là một cái nhà thơ rất là nổi tiếng, mà sau đây chút xíu nữa anh em chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị. Nhưng mà về cái tiểu sử của ông á, thì nó rất là hờ hững, nó không có đi vô một cái nào để cho chúng ta mà theo dõi, thưa anh. Vâng. Thì theo Nguyên Danh được biết á, thì nhà thơ Linh Phương á, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, và cha người Phong Điền, Thừa Thiên Huế, và mẹ là Cần Thơ, là người Cần Thơ. Vâng. Thư ký, ông là thư ký tòa soạn Tuần San Tinh Hóa Nữ Sinh năm 1967, tác giả bài thơ Kỷ Vật Cho Em mà nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc năm 1970. Đó là cái tiểu sử mà ngắn gọn của ông mà Nguyên đã sưu tầm, nhưng mà cũng không thấy, vâng, không thấy nó rõ ràng. Và thưa với anh, như những lần trước anh em mình chia sẻ tất cả những vần thơ của Nguyễn Tất Nhiên, của Tô Thủy Yên, vân vân. Vâng. Thì kính thưa quý vị, trong những cái thập niên mà 68 cho tới 70 đó, là cái cuộc chiến của Việt Nam của chúng ta đó, nó khốc liệt quá, và nó đã phát sinh ra những nhà thơ và những nhạc sĩ đã làm ra những cái bản nhạc mà để đời cho chúng ta. Như là trước đây chúng tôi có đã trình bày đến quý vị là nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đó, thì làm bài nghĩa là Thà Như Giọt Mưa. Vâng. Rồi một nhà thơ nữa, Vũ Đình Huấn, phải không nhỉ? Vâng, đúng rồi. Làm cái bài thơ Còn Một Chút Gì Để Nhớ. Vâng. Và bữa nay là Linh Phương, là cái bài Kỷ Vật Cho Em. Đây là một cái bài mà phải nói là để đời trong chúng ta. Vì trong cái cuộc chiến á, thì những người còn và những người mất, những người ra đi, có những cái người sẽ đi và hòm gỗ tròn hoa, thưa anh. Vâng. Có những cái người thì về bên đôi nạng gỗ, và đó là tất cả những cái vần thơ mà nhà thơ Linh Phương chia sẻ đến quý vị trong cái bài Kỷ Vật Cho Em. Thì anh cũng biết là trong cái thập niên 68-79-70 đó, thì cái phong trào nhạc, tại vì lúc đó thời đó, thời sinh viên anh đi học, anh cũng biết học trò của anh. Vâng. Tức là cuộc sống nó vội vàng, sống nay chết mai, thành ra cuộc sống nó rất là cuồng nhiệt, thành ra nó có những cái ban nhạc như ban nhạc Phượng Hoàng mà Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Can và Em Viết Phương, nó có những cái bài như là Chuyện Tình Trong Mưa, Mặt Trời Đen, Tôi Muốn Và Yêu Em, vân vân. Và cái bài Kỷ Vật Cho Em cũng là nằm trong những cái lúc mà cuộc chiến rất khốc liệt. Vâng. Và nói lên cái sự mà thao thức của giới trẻ hồi đó, thưa anh. Dạ. Thưa chú, với kính thưa quý vị, phải công nhận thật thà mà nói rằng cái người nhạc sĩ miền Nam của chúng ta nó hồn nhiên và nó thi hóa cuộc đời quá nhiều. Khi nói đến chiến tranh là nói đến cái chết, khi nói đến chiến tranh là nói đến cái sự tan vỡ, khi nói đến chiến tranh là nói đến cái sự khổ sở, khổ nạn của kiếp người. Nhưng mà nhìn qua cái dòng nhạc của Phạm Duy với lại lời thơ của cái ông Linh Phương này thì mọi người lại thích chiến tranh, thưa chú. Dạ vâng. Đây tôi đọc sơ vài câu chú quý vị nghe là đủ phí mây rồi. Em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Cái chữ mà mai mốt đó, anh thấy có dễ thương không? Lững lờ lắm anh. Đấy, nó vừa lững lờ mà nó vừa hững hờ, mà nó làm cho người con gái cảm thấy yêu đương, đang buồn vì phải tiễn chân người yêu ra chiến trận. Vâng. Rồi lại hỏi người yêu không biết bao giờ anh đi, anh trở về với em. Có khi anh về và có khi anh không trở về nữa. Đấy, cái đó mới là cái bí quyết. Dạ, vâng. Chàng lại không trả lời rằng thôi em à, có thể anh không về. Nó nói như vậy chứ đâu, khổ quá. Vâng. Thì nó nói ô có sao đâu, mai mốt anh về. Hay. Mà khi anh về thì làm sao? Khi anh về thì anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleymer. Vâng. Quý vị ra thấy cái ông Linh Phương này, ông ấy nói lên cái công trình và một cái tài của người lính Việt Nam Cộng Hòa, đi đến đâu cũng là chiến thắng. Yeah. Nói theo Cộng sản là đã ra quân là phải chiến thắng. Buffett. Người Việt Nam chúng tôi thật thà công chính, không nói cái câu là đã ra quân là phải chiến thắng. Yeah. Nhưng mà nói câu rằng khi mà trở về, anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleymer. Yeah. Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã. Đây là những cái địa danh mà những cái trận khốc liệt. Yeah. Mà anh em chúng tôi đã từng trải qua bằng xương, bằng máu.
Mà nhưng mà trước mặt người yêu, chàng cũng vẫn an ủi nàng rằng mình yên tâm, anh sẽ về, mà có thể là về bằng chiến thắng Playmay. Tức là khi đó anh là con người thành công, là một người hùng trở về. Vâng. Cho anh thấy đức cơ bình hòa, bình dã là những cái nơi mà tạo nên cái danh tiếng vang rừng cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hay là có thể anh trở về hàng cây nghiêng ngả, trời bắt đầu cuộc đời lao đao rồi, có đúng không? Đó, anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa, không nói là quan tài nhé. Cái câu mà hay nhất thì bị hóa cái quan tài bằng cách anh trở về là hòm gỗ cài hoa. Mà khi nói cái hòm gỗ mà cài hoa là người con gái cảm thấy yêu đời, chứ không nghĩ rằng đấy là cái thân xác của người mình yêu đang gói trọn trong một quan tài bằng gỗ. No, còn thêm nữa, anh trở về trên chiếc băng ca. Quý vị thấy chưa? Chú thấy chưa? Anh đã không nói rằng anh bị thương, anh què quặt, anh bị tàn phế, mà nói rằng anh trở về trên chiếc băng ca. Thế có dễ thương không? Cái cảnh đó ai mà không muốn yêu? Người chồng, người yêu của mình nằm băng ca và người con gái đi theo để mà âu yếm an ủi. Đó, trên trực thăng sơn màu tang trắng, có nghĩa là một là băng ca đã chết, hai nữa là tàu bay trực thăng trở về mà sơn màu trắng là màu tang thương. Quý vị, tôi đã nói nhiều lần rồi, cái ông thi sĩ miền Nam của chúng tôi hơn hẳn cái ông miền Bắc ở cái chỗ chúng tôi còn có cái tâm hồn của một con người. Còn đối với những cái lính cộng sản, ngay cả Nga bây giờ cũng thế. Quý vị thấy trong, tôi chỉ nói sơ một cái thôi, đi xa đề một tí cho vui. Cái con tàu gọi là Matva là một cái xoáy hạm lớn nhất quân lực của Nga, là một cái niềm hãnh diện của Putin. Thế mà chỉ vì hai quả đạn R-360 Neptune của Ukraine tan lành bị khói, trôn xuống đáy biển, mà giờ này tất cả 510 người đó có được ca tụng là anh hùng đâu. Hoàn toàn thành, anh thấy không? Trở lại với cái bài mà kỳ vật cho em, anh thấy không? Chúng ta mang một cái lời thơ mà cái tình yêu nhân bản ở trong đó. Tuyệt vời. Và ông Danh, ông nói đúng lắm. Dạ, mời chú tiếp tục. Dạ vâng. Và như anh Dương Đại đã trình bày đến quý vị đó, là anh có thể về bằng chiến thắng Plemer, Su Bao hay là Đức Cơ Bình Giả. Đó là những cái địa danh mà cái người dân thị thành chưa có quen nữa. Có bao giờ nghe đến Dương Đại, chẳng bao giờ nghe những cái tên lạ lùng như thế. Dạ, nhưng mà nhà thơ Linh Phương đã đưa tất cả những địa danh khốc liệt đó để vào để nói lên cái tang thương đau xót của một chiến tranh. Vâng. Và để trở lại vấn đề thì quý anh cũng thưa với anh, thưa với quý vị và thưa với anh là như vậy, là cái bài thơ này nó cũng có nhiều những cái tâm tư tình cảm trong này lắm. Bắt buộc. Tại vì kính thưa quý vị, thơ hay là nhạc chúng ta đều phải có, đi phía sau là phải có Đức Trần Hưng Đạo. Vâng. Ngày xưa mình ngày dài rồi tiền Đức Trần Hưng Đạo. Đức Thanh Trần. Đức Thanh Trần. Dạ vâng. Thì thưa quý vị là khi mà nhạc sĩ Linh Phương chưa có nổi tiếng lắm á, thì nhà thơ Linh Phương này được ca sĩ Phạm Duy, vâng, đó, đưa tới phòng trà Đêm Màu Hồng. Thì anh biết đến phòng trà Đêm Màu Hồng á, đúng rồi, thì là ở đó là có ban ca hợp Thăng Long, Thăng Long, và có ngoài Trung ngoài Bắc thay Hằng, vâng vâng, như vậy. Và đã ông Phạm Duy ông đã kết cái bài này. Vâng. Qua ngày hôm sau ông mời ông Linh Phương lên anh. Oh. Lái chiếc xe tắc sông, em biết hồi xưa xe Citroen, chiếc xe tắc sông, và đến nhà hàng Quen Bi. Vâng. Là cái nhà hàng đó là nhạc sĩ Ngọc Tránh thì hồi thời gian đó đang khai thác. Vâng. Và tại cái nhà hàng này thì bài Kỷ Vật Cho Em á thì đã được Phạm Duy phổ nhạc, và ban nhạc là Ngọc Tránh đã hòa âm. Hay. Và nữ ca sĩ Thái Thanh đã hát cái bài này. Và khi mà cái bài này hát ở nhà hàng Quen Bi nổi tiếng như vậy đó, thì cái két C của ông này lên một cách mà anh em mình không thể nào tưởng tượng được. Tuyệt vời. Là vâng, là cái bài Kỷ Vật Cho Em á, trong cái hợp đồng tiền tác quyền á, là 30.000 đồng thôi. Quá hay. Nhưng mà thời đó thì chắc anh lành hơn em. Đúng. Một lượng vàng hồi đó thì nó khoảng từ 10.000 tới 12.000 thôi. Đô la lúc bây giờ chưa phải là 118 đồng nữa, cái việc thắng cỡ đó. Thế mà rồi cái đời vật giá con người lúc bây giờ nó tuyệt vời, nền kinh tế của miền Nam tuyệt vời, cái thời mà chiến tranh của Việt Nam đó thưa chú. Dạ vâng. Và
trong cái ngoặc kép nháy nháy, vâng, tức là trên cái hợp đồng đề như vậy, vâng, nhưng mà thực sự ra nhạc sĩ Phạm Duy ấy, là gửi cho nhà thơ Linh Phương ấy, là 50.000, tức là 30.000 đó là tiền mặt, vâng, và 20.000 đó check, check mà để phát á ngân hàng. Hay. Anh biết hồi xưa ở Sài Gòn chúng ta mà gia đình nào mà có tiền mà có biết sử dụng đồng tiền ấy, là gửi cho phát á ngân hàng. Chính xác. Là một cái là số 1 đó là mặt, vâng, đó thưa anh. Thì đó, đó là cái huyền thoại về cái mà vần thơ của Linh Phương và nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc trong những cái thập niên 1970 đó thưa anh. Vâng. Và xin anh tiếp, tại vì cái bài bài. Dạ vâng. Kính thưa quý vị và thưa chú, cái bài thơ mà Kỷ Vật Cho Em này đọc hoài không thấy chán. Yeah. Mà rồi qua ngày qua tháng người ta càng ngày càng mê. Anh trở về hàng cây nghiêng ngả. Anh trở về có khi là hòm gỗ cải hoa. Anh trở về trên chiếc băng ca, trên trực thăng sơn màu tang trắng. Rồi em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời mai mốt anh về. Tôi đã nhiều lần đọc cái câu này mà tôi vẫn cảm thấy nó bâng khuâng, hững hờ mà nó làm cho mình khắc khoải tâm hồn. Anh trả lời mai mốt anh về. Anh trở về chiều hoang trốn nắng, bông chua buồn lượn kín hồn anh. Hay quá. Quý vị thấy không anh? Trở về trong cái bông xô. Trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa rất tôn trọng con người. Tất cả các lính mà tử thương đều được gói trong bông xô và trở về bằng trực thăng. Dạ vâng. Đó. Mà đây trong cái anh còn thi vị hóa anh mà lúc bây giờ anh trở về khi trực thăng đáp xuống là cái bắt đầu cuộc trời, buổi trời chiều trốn nắng. Chiều hoang một chốn nắng là một cái ánh nắng vàng vọt, là một cái ánh nắng sâu sơ, là một cái ánh nắng rất làm cho con người ta tiêu điều tan nát. Khi mà phải chứng kiến người yêu mình trên một chiếc trực thăng sơn trắng và hạ xuống trong đó cái bông xô gói trọn người yêu của mình. Quý vị có cái hình ảnh nào thêm một thế lương hơn cái hình ảnh của sự chết mà chính được Linh Phương thi vị hóa thưa chú? Cảm ơn anh và kính thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, anh Dương Đại và Nguyên sẽ trở lại với chương trình Câu Chuyện Văn Học cuối tuần. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.